So, ok, hello anh em, chào tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bắn khẩu M37SS anh em ạ. Đấy, thì cái khẩu này thì nó cho 3 ngày free và nâng max luôn. Đại loại thì khẩu này bắn rất bá anh ạ. Bắn chức năng slung rất bá anh ạ, rất bá. Một phát one hit khoảng cách đầu map cuối map. Đấy, nói chung là anh em có bắn chuẩn được hay không thôi. Chứ còn khẩu này đam rồi, phải gọi là nhức nách luôn. Không biết là mấy nó có fix không. Mình nghĩ là nó sẽ fix anh em ạ, nó sẽ fix đấy. Khẩu này mình thích một cái là nó khi mà anh em gài slung cho anh em delay thì nó không bị mất slung nhở, những khẩu khác là mất đấy. Rồi có này, hay à, nhắm bom lên con lợn này, mày chỉ lớn đấy, mày chỉ lớn đấy, 113 máu đi ngay lấy cuối con thằng nữa, mà lúc lại cuối con thằng nữa. Thích nhất là cái chức năng mà khi cài slung này cài đạn slung này sau đó thì mình delay hay là mình đổi cận chiến thì vẫn cứ là ok, không bị mất đạn anh em ơi. Quả ảo chưa, quả phải gọi là ảo vãi chưởng ra, mẹ bắn xa vãi cút ra, nhưng mà quả mình bắn đón chết ngay. Ui rồi ui, bắn xa anh em phải bắn đón nha. Rồi rào quá hở, anh nhắm vào lửa này không khác gì anh bóp giá em. Rồi nói chung là khẩu này là anh em phải bắn thật là chuẩn cơ, chưa bắn trượt là cút đấy. Nó không như kiểu là S687 đâu, S687 thì bắn trượt một viên còn viên nữa, chứ cái khẩu này nó chỉ có một viên duy nhất thôi. Và lượng đạn khá là ít nha, anh em chơi anh em phải để ý nạp đạn không là vỡ mồm đấy. Rồi nói chung là mình cũng chưa chưa cần gài lắm anh ạ, cứ pha mã đâu rồi bạn. Rồi ở đây, úi sổ chuột, úi quả đấy chuột kìa, chưa mẹ đây nào chuột. Ui nó snip à, ô sao thằng này trừ 22 máu lúc đó là gì, à hình như là quả lúc mình nhắm vào bom hành lang anh em ạ. Ừ chắc thế. Rồi nghịch ngu với thằng sniper rồi anh em ạ. Nói chung là khẩu này bá vách trưởng ra anh em ạ, bá vách trưởng ra. Nhưng mà ông nào phải biết bắn, cứ mình thì bắn hơi gã. Ơi anh ơi, thôi rồi cái đéo nào nó bắn mình thì kinh thế, mà bắn cái thằng này thì đúng tơ hơ cho bắn luôn ạ. À, đồ ảo thật đấy, khẩu này mà ai mà kiểu là ôi biết bắn biết ghê thì thôi xác định luôn, xác định luôn, chỉ là quần luôn. Khẩu này thì phải nói là giờ mà vác vào là bọn nó cấm đấy anh em ạ, bọn nó cấm đấy. Mình đã cầm vào không biết là bao nhiêu trận, giờ mới được một trận đầu tiên để mà vác vào để trải nghiệm anh em ạ. Mình đã thử bắn đấu đội đấu đơn rồi. Ái à, hầm quá hầm quá. Ái già, nhảy nhảy nhảy, ứ tung tăng tung tăng nào. Tâm này hơi khó nhìn nhỉ. Đâu ấy? Mày ui. Mẹ bắn vào mép hầm. Trái thằng bắn snip nha. Đâu rồi, rồi nó bắn chết thằng hầm nhà mình rồi. Chơi mẹo đi. Ai à, nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Nào chơi. Chơi mẹo đi. Ôi, đạn bay đâu nhỉ? Đấy quả này gài trượt này. Thi thoảng gài xà lung. Mẹ nó lửa cây mẹ rồi. Thi thoảng gài xà lung. Ui giời ơi. Không có cơ hội sửa sang luôn các bạn. Thi thoảng gài xà lung bị hỏng nha. Anh em nếu mà chơi chế độ xà lung thì anh em phải phải để ý nha. Mọi cứ tưởng là mình có sờ lung rồi, ra solo nó là cút đấy. Rồi 3v4 chà 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 chà, cố lên các thanh niên. Nói chung khẩu này phải chơi cái map nào hẹp hẹp cơ, kiểu như là map nhà máy điện hay là trạm vệ tinh hay là cái map mới mới đấy, map mới mới thì nó sẽ là ok hơn. Map này cũng được, map này cũng được, nhưng mà theo mình thấy thì những map kia nó sẽ ok hơn. Ôi ôi con mẹ nó kia, ôi giời ơi, mẹ nó cầm khẩu AVKM xanh nó đổi sang lục nó bắn cho to đồ ba thằng luôn ạ. À, đồ được nhầy khẩu đấy kinh đấy. Khẩu đấy thì trước giờ nó là ram to rồi, bọn kia nó không cấm thì bọn nó xác định rồi. Bọn mày đen lắm, con này ra chơi rào luôn anh em ơi. Đấy, delay không bị mất sờ lung, chơi với đi, chơi ôi chơi 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 bẹo đấy, chơi bẹo đấy. Ai à, bắn xa mà nó chưa sau ba chứ đùa đâu. Vài tí đạn nào. Nào các bạn lên đây. Cái khẩu này ở trên CPC nó gọi là Ares, nhưng mà ở mobile thì nó gọi là SS thì các bạn. Ừ. Nói chung nó là cái gì thì nó là, nhưng mà đại loại thì khẩu này bắn sờ đung khá ngon nha. Khá ngon anh ạ, ngon cả VIP ạ. VIP A12 Transformer mình thấy thì bắn còn như cút anh các bạn, bắn nhiều khi vẫn dí tận người còn bắn chuột đi chứ. Rồi biết lại, mày chết tao rồi, cho mày đi. Ây à, ôi tưởng nó không biết chứ. Ui, thằng này thính đấy, mẹ nó cầm cọp nó nhảy ra nó chơi luôn anh em ạ. Quả mình bắn thường thì nó cũng chết mẹ rồi, cứ gài xà lung đừng có đéo ấy. Đôi khi kiểu mình lạm dụng cái xà lung này quá, cho nên là
cũng chết kiểu ôi dồi ôi lắm nha bạn, chết kiểu ôi dồi ôi lắm. Nhưng mà mục đích của mình là vào để bắn salon mà đúng không, cho nên là chết thôi, chết thì thôi không vấn đề gì hết đi các bạn. Phang nhiệt tình, phang hết mình này. Ai là có nhà ôi xa bom vip cửa à, bom vip cửa à, bỏ chơi luôn đi các bạn. Có ai không? Ai à, ném bom lửa, bom xăng. Ai chà, đây đây. Úi giời ơi, mẹ cái thằng kia nó kia sniper mà nó đứng cái góc mẹ phái rái thật, nó đứng trên thùng mà đứng nửa người anh em ạ, thế thì bắn trúng cái gió được, sợ thật tí thì mình mẹ vỡ mồm với nó bắn trượt đó. Từ nhá, nó vẫn đứng kê anh em, nó vẫn đứng kê. Thằng số 5 nhà mình nó đang ép rào, nó đứng sau cái cửa dinh nhậm đợi nó đẩy ra là mình chơi thôi. Đâu rồi, đâu hết rồi. Ôi thằng kia chết rồi, thằng rào chết rồi anh em ạ. Thằng kia bắn cỏ, khả năng là bắn barret anh em ạ. Không biết nó có đi đường này không. Còn mẹ mày này, còn mẹ mày này, spam hả? Vừa đầu ngày nghe mùi rồi bắn xa vãi cứt vào đầu ạ. Quái đúng kiểu chó ngáp tàu bay luôn anh em ạ, chó ngáp tàu bay luôn. Ảo thật đấy. Nào, được rồi. À đây đây đây, bắn nhau kìa, bắn nhau cuối B kìa, bắn nhau cuối B kìa. Rồi vài tí đạn đã. Bắn nhau cuối B anh em ạ. Lên bắn chơi rồi, chắc cũng không đến lượt mình đâu. Nhưng mà thằng kia lao lên chết ạ. Thằng kia bắn Barret viết bạc. Rồi xong rồi đấy. Mình để cho chúng nó lên ăn mà cuối cùng chả thấy ăn được gì, lúc mình thò ra thì nó lại ăn. Mù ảo thật đấy. Rồi. Bốn nhập được 4 kill anh em ạ. Cái này theo mình thấy thì chế độ slung cực kỳ là bá đạo, cực kỳ là bá đạo anh em ạ, vách trưởng luôn. Nhưng mà ngoài ra thì nếu mà anh em bắn chuột thì xác định anh em ạ, bắn chuột thì xác định luôn. Bắn chuột thì xác định thôi. Ơ thằng yếu này. Ô chơi mẹ đây, một viên. Ôi một viên lục cút luôn anh em ạ. Đầu thế. Ôi giời ơi, kinh đấy. Mày kinh đấy. Này mà bắn. Bắn lên được say a chết mới là đỉnh này. Bắn mẹ mày chưa đâu anh. Ôi nên ném smoke rồi đấy, spam này mà bắn chết được này, trên xe mới là siêu siêu đỉnh các bạn, siêu đỉnh. 3v3 hỏng rồi anh ơi, lên ai anh ơi, em là em yếu lắm rồi, em hỗ trợ của bọn lên A này. Ôi chết kìa. Ôi, bạn đèn lắm, bạn đèn lắm đó, em có bom bừa chết rồi, đèn vãi cút. Rồi rào này, rào này vừa nhảy lên thùng cái là thấy bóng dáng ở bên rào, thằng này Athena hay gì đấy. Nào chơi mẹo đi, lên đây trời. Ui chưa chưa ui, quả thế chuột, quả như thế mà chuột ạ. À. Yêu rồi hành lang. Ôi dài ơi, thật không được rồi. Ui hiệp này mình làm ba đấy các bạn, hiệp này mình làm ba đấy, một lục một bom và một sọt gắn đấy. Cha cha, mình bắn cũng kinh phết nhau. Mẹ cái quả kê ấy, thằng ấy nó nhảy qua mà mẹ thằng như thế mà cho chúng ạ. Game bịp lắm anh em ạ, game bịp lắm. Rồi để giao tiếp anh em ơi. Rồi nào, mà chết thằng nào. Có đồ, có đồ, nó chảy ra là có người nha. Thôi từ từ anh, chết lăn quay đấy em đỡ. Mẹ nó chết thật, ai thằng yếu rồi này. Trời mẹ mày yếu thì lên thớt nha. Yếu thì cho viên lục này, mình yếu mẹ luôn ạ, nó bắn gì. Ây à, đồng đội mình nhanh quá nhỉ. Ôi giời ơi, các anh nhanh thế. Đợi em với bọn bắn kinh quá anh em ạ. Được cái trận mà mình gọi là lên la liếm thì nó lại húp nhanh quá anh em ạ. Rồi, để rào tiếp này. Cầm shotgun để rào nó máu chứ. Ây à, bọn mẹ nó chưa chi mất nửa đời tình yêu rồi. Rồi mày thế, tưởng có bom nữa là cút đấy. Rồi, còn này phải bắn đón đấy nha bạn, bắn đón. Nếu bắn trực tiếp thì trừ khi là mục tiêu gọi là đứng tại chỗ, trên mục tiêu di động là không trúng thôi anh em ạ. Ủa hay quá nhỉ, từ từ các anh ơi. Cho em xin kill nào. Cho xin miếng, cho xin miếng. Rồi, hành lang. À đâu, bên B chết. Bên B chết anh em ạ, thế mình sẽ ra hành lang kê thôi. Ra hành lang kê anh em ơi. Ấy à, ném flash. Mít nhà nó, rồi mít nhà nó chết. Ô thế còn một thằng nữa đâu, còn một thằng nữa đâu anh. Rồi
À, bắn ra ngoài rào kìa, bắn ra ngoài rào, bắn ra ngoài rào. Để em, để em, để em, để em canh thôi, để nó cho em mẹ. Thằng này là cái thằng nó cũng la liếm mình mấy kill này. Đâu rồi? Ôi giời đứng. Ôi giời chật. Ôi giời. Ôi giời ơi. Mẹ bắn quả slow ngu mắt anh em ạ. Nó ngồi xù xù một đống một cục còn bắn trượt ra. Nhưng không sao, mẹ bắn chế độ thường ngay, vỡ mồm ngay anh em, vỡ mồm ngay. Còn này bắn chế độ thường nó hơi bị khự tí nhỉ. Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, ủng hộ lại cho mình một like và subscribe, nhớ bấm chuông nhận báo clip mới nhất của mình nhé.